妖魔や邪水はいずれも御所を宿す妖気と化し、仙山や洞府に潜み災禍を生むこと数十年、疫病や災いと化し世に害をなすこと104年、我ら夜叉一族契約を尊奉し魔を葬る。だが千年にわたるセッションは千年の御所を蓄積した。ひとたび油断すればこの身は鬼神へと落ちよう。一時の隙を与えればこの身は悪しき敵へと化す。幾千年のコース、無変なる殺戮、生と死の猛炎、諸相悲壮とす。もう丸一日眠っていたんですよ。目が覚めてよかった。今年の怪盗祭を逃すところでしたね。なんなか背負ってあげた薬持ってくる。一緒に一杯どう？おや？すでに君からちょっとだけお酒の匂いがするね。いい、今宵は少し休みたい。よかった、うん、一晩だけでもいい。たまにはお面を外さないとね。Đúng là tháo mặt nạ trong một tối cũng tốt anh em ạ. Tối nay hãy để Venti thổi tất cả bọn quái vật và bọn ma vật sang hết La Hoàn. Đó là cảm xúc của mình khi vừa xem cái clip về Xiao và Tết của năm nay. Lâu lâu xem một cái clip như vậy cảm giác rất là thú vị anh em ạ. Nó hay hơn hẳn. Chúng ta lại được thấy những nhân vật như là Baizu và Quy Quy hay là Venti và một số cái hoạt cảnh khác. Mình cho là rất thú vị. Và khi xem thì mình còn thấy thêm một ý nữa, đó là mình đã nhớ ra tại sao ngày xưa mình... nhất quyết phải rôn bật được Xiao. Mặc dù bây giờ mình không chơi nhiều nữa. Anh em nghĩ sao về cái video vừa rồi của Xiao, anh em hãy để lại bình luận nhé. Theo mình thì với một cái short trailer mà nó đã hay thế này rồi, theo mình là rất có thể nội dung của phiên bản 3.4 này, đặc biệt là về nội dung Tết cũng như là các cắt cảnh, nó sẽ còn hoành tráng và hay hơn nữa, tiết lộ cho chúng ta biết thêm nhiều những cái nội dung về cốt truyện thú vị hơn. Vâng, và rất vui là không chỉ có những cái thông tin về trailer cũng như là một số tin tức hấp dẫn khác, mà chúng ta còn có cả Nguyên Thành nữa. Đó là sự kiện web Sáu Mặt của Trí Tuệ, sự kiện web của iTime đã chính thức bắt đầu. Sự kiện này bắt đầu từ ngày 13 tháng 1, tức là hôm nay, và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 1. Anh em nhanh tay tham gia nhé. Ok, bây giờ hãy cùng với mình chơi cái sự kiện này để xem là chúng ta nhận Nguyễn Thạch bằng cách nào nhé. Vâng, khi bấm vào sự kiện thì nó lại đang nhảy sang tiếng Anh, mình sẽ đổi nó sang tiếng Việt. Rồi, tìm tôi có việc gì? Phong cách rất iTime anh em ạ. Vâng, vẫn cái phong cách mà mình rất là thích. Câu đầu tiên anh ta không quên khi ở Paimon anh em ạ. Vâng, sau khi nói bóng gió về Paimon xong thì chúng ta sẽ được hướng dẫn chơi tiếp. Đây là danh sách sách mượn. Anh ta trông trông như kiểu anh ta đang là thủ thư thư viện chứ không phải là quan tư khí anh em ạ.
Trong sách sẽ liệt kê những quyển sách cần mượn. Vâng, sách Sinh vật rừng mưa, một đống sách khác. Chúng ta phải ấn vào nút hồi tưởng nữa. Mình đâu có biết là cái học phái hiện tại là danh sách là cái quyển nào đâu. Chọn sai không sao đâu anh em, chọn sai thì có thể nhận nhắc nhở này. Xem video nhân vật iTime. Chọn sai không sao đâu anh em, bấm bừa đi. Bấm loạn lên nó cũng sẽ được đấy mà. Cái này không quan trọng đâu. Thử lại là được, nó cho anh em thử hoài luôn đấy mà. Mình nãy giờ toàn click bừa thôi anh ạ, mình không biết mấy cái hình này có gì khác nhau. Ok, bấm vào danh sách sách mượn. Nhận thưởng 40 nguyên thạch, nhận luôn, xong. Quá nhanh anh ạ, nói chung là nó chỉ là cái thủ tục thôi. Để giới thiệu chúng ta biết là nhân vật iTime đang sắp có banner thôi. Ở đây nó có hình vẽ về các cái, mình nghĩ là cái học phái ở đây là đúng không anh em? Trải nghiệm lại, nói chung là rất dễ thôi, không có cái gì khó cả. Chúc anh em chơi thành công nhá. Ok, như thế là chúng ta đã nhận được nguyên thạch rồi đó. Vâng, và song song với giới thiệu về cái cốt truyện của phiên bản Tết thì chúng ta có thêm giới thiệu về thẻ bài mới trong Thế Thánh Triệu Hồi 3.4. Ở phiên bản 3.4 thì chúng ta có hai cái thẻ bài mới đã được nhắc qua trong live stream. Trong đây thì họ sẽ giới thiệu kỹ hơn. Đó là thẻ bài nhân vật Klee và thẻ bài của Bê Đông. Về thẻ bài của Klee thì sẽ có tấn công thường là gây một điểm sát thương nguyên tố hỏa, dùng một cái xúc sắc hỏa và hai xúc sắc không đồng màu. Kỹ năng nguyên tố bom này gây 3 điểm sát thương nguyên tố hỏa và đính kèm 3 hoa tia lửa. Cái hoa tia lửa này khi nhân vật áp dụng tiến hành trọng kích thì sẽ giảm tiêu hao một nguyên tố hỏa và đồng thời có một sát thương. Thì cái trọng kích này nó diễn ra khi nào, đó là nó dựa vào cái số xúc sắc nguyên tố của phe ta. Rất thú vị anh ạ, cái cơ chế này theo mình là khá mới đấy. Vâng, và kỹ năng nộ tia lửa mãnh liệt gây 3 điểm sát thương nguyên tố hỏa và tạo ra tia lửa mãnh liệt trên sân của đối phương. Hiệu ứng tia lửa mãnh liệt. Sau khi nhân vật phe ta dùng kỹ năng gây 2 điểm sát thương nguyên tố hỏa cho nhân vật xuất chiến. Ủa là sao? Gây 2 điểm sát thương nguyên tố hỏa cho nhân vật xuất chiến phe ta. Tức là phe ta bị ăn đòn hay là phe ta cộng thêm 2 điểm sát thương hả anh em? Cái này thấy mình hơi khó hiểu. Về cái thẻ thiên phú món quà bằng thì nó sẽ làm cho cái hoa tia lửa cộng 1 và sẽ tiêu hao 3 xúc sắc hỏa. Về thẻ bài của Bê Đâu thì đánh thường sẽ gây sát thương vật lý. Kỹ năng nguyên tố của Bê Đâu nó giống như là một cái búp vậy đó anh em. Cái trạng thái hành động lần sau thì nhân vật này sẽ trực tiếp sử dụng kỹ năng sóng vỗ. Trong thời gian chuẩn bị kỹ năng thì sẽ có khiên. Và cái sóng vỗ này thì sẽ gây 2 điểm sát thương nguyên tố lôi cho kẻ địch. Kỹ năng nộ trước lôi, khi nhân vật bên ta tấn công thường sẽ gây 1 điểm sát thương nguyên tố lôi. Hiệu ứng thứ hai là khi nhân vật phe ta chịu tối thiểu 3 sát thương giảm trừ 1 sát thương trong đó. Vừa là khiên vừa là cái skill gây đam cho đánh thường. Theo mình thì có rất nhiều cái kiểu kết hợp với lá bài Bê Đâu này, rất thú vị. Thẻ thiên phú sớm xét đầy trời của Bê Đâu sẽ tiêu hao 3 cái điểm nguyên tố lôi và trong bộ bài có Bê Đâu mới có thể thêm. Về cách nhận của hai cái thẻ bài này, nếu em quan tâm thì đó là sau khi cập nhật phiên bản 3.4 đến quán rượu đuôi mèo và sẽ phải mời Bê Đâu quyết đấu. Klee cũng tương tự như vậy, cũng phải mời Klee quyết đấu và anh em sẽ nhận được thẻ nhân vật Klee và thẻ thiên phú của hai nhân vật này. Nói chung là những cái thẻ bài mới thì nó sẽ mang lại những cái cách kết hợp mới và cho anh em trải nghiệm chơi game thú vị hơn. Nếu như anh em yêu thích cái chế độ mới này, dù thích hay không thích thì mình nghĩ rằng anh em vẫn nên bỏ thời gian ra chơi cái Thất Thánh Triệu Hồi này để kiếm nguyên thạch. Đó là những thông tin mới nhất về cái thông báo từ nhà phát hành nhé anh em. Vâng, cái thông tin cuối cùng để kết thúc cái video này đó là về chuyện là có thể sẽ là banner có doanh thu cao nhất, xô đổ kỷ lục của Naida trước đó. Banner trước đó của Naida và Yomiya đã có được cái kỷ lục doanh thu là 34 triệu đô và hiện tại thì banner của Shogun và Yato đang có cái doanh thu là 33 triệu. Anh em có thể thấy là chúng ta còn tận 4 ngày nữa cho banner của Raiden Shogun và Yato. Người chơi trên thế giới vẫn còn thời gian để có thể kiếm được cho mình hai nhân vật này. Hai nhân vật mà thực sự để mà nói thì rất là đáng rôn. Raiden Shogun thì thực sự là đã không còn xa lạ gì với việc thiết lập cái doanh thu kỷ lục trong suốt cái lịch sử banner của cô nàng. Người ta nói rằng là chỉ có Vĩnh Hằng mới có thể đánh bại được Vĩnh Hằng và có thể điều này lại một lần nữa trở nên đúng. Banner ban đầu của Raiden Shogun đã lật đổ cái banner bán chạy nhất khi đó là Venti, với doanh thu 33 triệu đô chỉ riêng ở thị trường Trung Quốc. Và lần rerun sau đó của Raiden Shogun thì đi cùng với Kokumi cũng đã có một cái kết quả thực sự ấn tượng. Nói chung là khoảng cách doanh thu giữa banner của Raiden Shogun và Naida thì thực sự là nó còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Khi chạy song song với banner của Raiden Shogun là Yato thì nhiều người sẽ nói rằng là Raiden Shogun là một nhân vật mà gánh cái banner. Thực sự thì điều này cũng không phải là không đúng, nhưng mà về doanh thu của Yato ấy thì cũng không phải là quá khiêm tốn. Khi mà ở lần chạy đầu tiên của Yato đi cùng với Venti thì cũng đã kiếm được khoảng tầm 20 triệu đô ở Trung Quốc. Đó không phải là một con số nhỏ. Vậy thì cuối cùng là banner của Raiden Shogun cũng như là Yato có thể xô đổ được kỷ lục và trở thành banner có doanh thu cao nhất theo Genshin Lab hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé anh em.
Ok anh em, và trên đây là cái video cập nhật nhanh cái tình hình tin tức trong ngày hôm nay của Genshin Impact. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúc anh em có một ngày thật vui nhé. Hãy để lại bình luận của anh em về cái vụ clip đầu tiên của Xiao nha. Chúc anh em một ngày thật vui. Mình đã rất nghiêm túc đây. Mình sẽ kết thúc video đấy nhé anh em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.